chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về 5 cái điểm mà không thể thiếu ở một người bản lĩnh và khôn ngoan trong tình yêu. Các bạn thân mến, trong các video của mình thì mình thường hay chia sẻ với các bạn và hay nói rất là nhiều về cái việc chúng ta phải bản lĩnh và chúng ta phải khôn ngoan hơn trong tình yêu thì chúng ta mới có hạnh phúc được. Chúng ta phải làm khác đi so với những cái gì mà bản năng chúng ta hay làm. Chúng ta phải làm khác đi thì chúng ta mới có một cái kết quả khác được. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn 5 cái điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta trong tình yêu để thể hiện được cái bản lĩnh của mình, cái sự cuốn hút của mình và rồi các bạn sẽ có hạnh phúc nhé. Cái điều đầu tiên rất là quan trọng trong tình yêu mà ở một người bản lĩnh không thể thiếu, đấy chính là chấp nhận rằng trong cuộc sống và trong tình yêu sẽ có những thăng và trầm. Và chúng ta sẽ phải kiên trì với cái hành trình của chúng ta. Trong cuộc sống làm gì chúng ta cũng phải có sự kiên trì, và trong tình yêu cũng vậy. Phản ứng của chúng ta rất là bản năng trong tình yêu, đấy chính là lúc nào có được cái gì chúng ta muốn thì chúng ta vui, mà chúng ta không có được những thứ chúng ta muốn thì chúng ta lồng lộn lên, chúng ta khó chịu, chúng ta bực tức, chúng ta trao đi những cái cảm xúc tiêu cực cho đối phương. Đấy chính là lý do mà rất là nhiều trong số chúng ta khi gặp phải những cái nốt trầm trong tình yêu, ví dụ như là bị người yêu lạnh nhạt chẳng hạn, hoặc là người yêu có những cái vấn đề trong cuộc sống mà họ không nồng nhiệt với mình, hoặc là trải qua một cái thời gian tình yêu của mình nó không còn nồng cháy như xưa nữa, thì thường là phản ứng của chúng ta là cứ lồng lộn lên. Chúng ta cảm thấy là chúng ta muốn nó phải như xưa cơ. Và nếu chúng ta không có được thứ chúng ta muốn thì chúng ta bày tỏ ra cái sự tiêu cực của mình, sự tức giận của mình, và rồi càng ngày nó như chất độc giết chết cái tình yêu đó. Vậy thì trải qua rất nhiều những cái lần chúng ta bực tức, chúng ta khó chịu với đối phương và nó không cải thiện được mối quan hệ này, thì đến nay chúng ta sẽ phải khôn ngoan hơn bằng cái cách chúng ta chấp nhận rằng trong tình yêu sẽ có những cái nốt trầm như thế. Chúng ta đã đòi hỏi, chúng ta đã khó chịu, chúng ta đã tức giận và nó không cho chúng ta những thứ chúng ta muốn. Vậy bây giờ đã đến lúc chúng ta phải làm khác. Vậy thì làm khác như thế nào? Chấp nhận rằng trong tình yêu và trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta không có những thứ chúng ta muốn, nhưng chúng ta hãy kiên trì. Kiên trì với những gì chúng ta hướng tới trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay có thể các bạn chưa có thứ mình muốn, ngày mai có thể vẫn chưa có thứ bạn muốn, thế nhưng ngày kia và rồi trong tương lai, cứ kiên trì đi rồi chúng ta sẽ có được những cái điều mà chúng ta mong muốn có được. Ví dụ cái sự quan tâm từ người yêu, cái sự vun vén chăm sóc, chăm lo từ người yêu, sự nhiệt tình từ người yêu. Nó không phải là vấn đề là mình muốn cái mình được luôn, nhưng nếu mình kiên trì, mình không nản lòng, mình tiếp tục bản lĩnh để mình vượt qua được tất cả những cảm xúc tiêu cực hiện tại mình đang có, thì rồi quả ngọt sẽ đến với chúng ta. Vì thế, hãy nhớ cái điều đầu tiên của một người bản lĩnh và khôn ngoan trong tình yêu là chúng ta phải biết đối mặt với những cảm xúc tiêu cực của mình và biết rằng trong tình yêu sẽ có lúc thăng, lúc trầm. Những cái lúc mà những thứ không như chúng ta mong muốn xảy ra thì chúng ta hãy chấp nhận nó. Nghĩ xem, mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải làm khác đi so với bình thường như thế nào để mình có một cái kết quả khác, chứ không phải là sẽ gặp phải những cái đau khổ như trước đây chúng ta đã từng nữa. Cái điểm số 2 rất quan trọng ở một người bản lĩnh và khôn ngoan trong tình yêu, đấy là thấu hiểu tính cách của đối phương để không so đo tính toán với họ. Các bạn thân mến, cái điều này nghe thì có vẻ nó khá là đơn giản, thế nhưng không phải là ai cũng có thể nhận thức được và cũng như là có thể làm được. Nhưng nếu mà bạn làm được ấy, thì cuộc sống của các bạn nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ thoải mái và nó sẽ sung sướng hơn rất nhiều. Ví dụ cái sự thấu hiểu trong tính cách như thế nào, ví dụ bạn biết tính cách của người yêu mình hoặc chồng hoặc vợ mình, cái tính nóng lên thì như thế, xong rồi 1-2 tiếng sau hoặc là từ sáng đến chiều cái là lại hết giận luôn, thôi mình không tính toán đến cái sự tức giận đấy của người ta nữa, hoặc đợi người ta bình tĩnh lại mình sẽ chỉ cho người ta. Đấy, nếu các bạn hiểu tính người ta như thế rồi thì thay vì những cái lúc người ta, ví dụ người ta bày tỏ những cảm xúc tiêu cực với bạn hoặc người ta tức giận với bạn, thì thay vì bạn đáp ứng lại, tiếp nhận cái sự tức giận đấy, thì thôi bạn không tính toán với họ nữa. Và rồi lúc nào bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện. Hoặc nếu biết tính họ như thế rồi, thôi mình không tính toán với họ nữa. Chứ không phải là như cái cách mà thường bản năng chúng ta hay làm, tức là người ta nói một câu làm tổn thương mình thì mình nói thêm 2-3 câu kích thích người ta để chúng ta lại cãi nhau, chúng ta gây mâu thuẫn nhiều hơn. Thế đây là cái phản ứng rất là tự nhiên, bởi vì khi ai đó cho mình một cái cảm xúc tiêu cực ấy, thì mình sẽ phản lại cái cảm xúc tiêu cực đấy theo cấp số nhân. Và cuối cùng là càng cãi nhau thì càng to hơn. Nhưng nếu thực sự các bạn hiểu tính của đối phương rồi, người ta nói như thế, thôi mình không chấp người ta nữa, mình hiểu tính của người ta rồi, thì thôi mình không làm hại cái bộ não của mình nữa, không hại bộ não của mình bằng cách nghĩ xem là mình nói cái gì để kích thích người ta, để đe dọa người ta, thậm chí là đe dọa chia tay, hay là đe dọa sẽ không ở bên cạnh nhau nữa. Rồi tất cả những cảm xúc tiêu cực mà các bạn đưa vào đấy, thì thay vì tốn thời gian vào những công việc đấy, các bạn thay đổi khôn ngoan hơn trước đây bằng cái cách là
không tính toán nữa. Biết tính thế mà, 1-2 hôm hoặc là 1-2 tiếng sau hoặc từ sáng đến chiều là hết ngay ấy mà. Đấy thì cuối cùng là cuộc sống của bạn nó thanh thản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Thay vì dành thời gian để bực tức với cái ứng xử của người kia thì thôi mình đi làm một cái công việc nào đấy nó có ích cho cuộc sống của mình hơn. Đấy là cái sự khôn ngoan mà tất cả chúng ta đều nên học tập. Tức là cái gì tốt cho bộ não của mình làm. Chứ mình đừng có so đo tính toán từng tí một. Và trong tình yêu mà cứ so đo từng câu từng chữ, xong bắt bẻ từng câu từng chữ của đối phương thì mệt mỏi lắm. Chúng ta phải nghĩ làm sao cho nó nhẹ nhàng cái đầu óc của chúng ta mà không tính toán. À cái gì nó là có thể tha thứ được thì thôi chúng ta cứ tha thứ đi. Cái điều số 3 ở một người bản lĩnh trong tình yêu và rất là khôn ngoan trong tình yêu đấy là một người có bản lĩnh để chịu đựng sự cô đơn. Bởi vì trong tình yêu ấy sẽ có những lúc mà các bạn được nồng nhiệt, sẽ có những lúc tình yêu nó không như thế nữa và các bạn sẽ bị lạnh nhạt. Nhưng nếu trong lúc lạnh nhạt các bạn vẫn có thể kiên trì, các bạn vẫn có thể chịu đựng được cái sự cô đơn đấy, để rồi biết được rằng hôm nay mình chưa có thứ mình muốn nhưng rồi trong tương lai mình sẽ có được thứ mình muốn. Thì đấy là cái hơn, cái bản lĩnh hơn những người bình thường, là cái chỗ là bạn chịu đựng được sự cô đơn. Chứ không phải là cô đơn đến một cái, không có sự quan tâm của người kia một cái là bạn khó chịu trong người, bạn nhất định phải tìm người kia khủng bố tin nhắn điện thoại và không để cho người ta yên. Thì cái bản lĩnh nó nằm ở chỗ là trong khi tất cả những người khác người ta không có được yêu thương, người ta không có được những thứ mình muốn, thì người ta chạy đi đến với người kia, người ta khủng bố, người ta phải đòi bằng được, đòi hỏi yêu thương bằng được. Thì bạn ở đây, bạn chịu đựng cái sự cô đơn đấy. Ví dụ, mình biết rằng người yêu của mình đang mệt mỏi, thậm chí có thể mệt mỏi với mình hoặc là chán mình trong thời gian này, thì mình chịu đựng cái sự cô đơn này, mặc dù nó dày vò mình, nó khó chịu, nó thúc giục mình muốn gặp người yêu, muốn nói chuyện với người yêu, nhưng không, mình chịu đựng cái sự cô đơn này để rồi qua cái thời gian này đi. Khi mà người ta có đủ sự quan tâm đối với mình thì người ta sẽ liên hệ với mình. Khi người ta thực sự muốn quan tâm đến mình, người ta sẽ quan tâm đến mình, chứ không phải là đòi quan tâm mà có được sự quan tâm, hay là cứ đến gặp người ta khủng bố người ta thì người ta sẽ phải đáp đứng lại những cái cảm xúc tiêu cực đấy của mình bằng sự yêu thương. Thì không phải như thế. Đấy, cái bản lĩnh để chịu đựng sự cô đơn, đặc biệt là trong những lúc các bạn bị lạnh nhạt ấy, nó quan trọng lắm. Thì rất nhiều bạn có hỏi mình là à chị ơi, em có ứng dụng đối nhưng mà chưa có kết quả thì làm thế nào? Đấy, thì cái điều quan trọng là gì? Các bạn chưa chịu đựng được cái sự cô đơn đấy. Cô đơn một cái là nó thúc giục các bạn phải liên hệ với người kia ngay. Thì cuối cùng là đôi khi là làm mình trở thành một cái gánh nặng cho đối phương, sau đó là mình làm phiền người ta và làm người ta càng chán mình hơn. Thì đấy là cái điều quan trọng của một người bản lĩnh sẽ phải biết. Cái điểm số 4 là một người bản lĩnh cực kỳ trong tình yêu, đấy chính là một người phải biết im lặng đúng lúc. Các bạn ạ, trong tình yêu chúng ta phải biết vận dụng cái sự im lặng này rất là đúng đắn và chuẩn xác trong từng tình huống. Bởi vì trong tình yêu nhất định các bạn phải biết có những thời điểm các bạn cần im lặng. Có thể là để cho đối phương nhận ra cái sai của họ, có thể là để chính mình bình tĩnh lại và nghĩ về cái mối quan hệ này xem mình ứng xử như thế nào là tốt nhất. Chứ không phải là cứ gặp vấn đề một cái các bạn phải giải quyết ngay, trong khi các bạn chưa thực sự nghĩ thấu đáo xem mình muốn giải quyết nó như thế nào. Ví dụ người yêu của bạn làm các bạn buồn chẳng hạn, một cái điều nào đấy họ làm khiến các bạn tổn thương chẳng hạn, bạn thực sự tổn thương. Vậy thì những lúc như thế bạn cần phải làm gì? Bạn có thể bày tỏ suy nghĩ của bạn, sự tổn thương của bạn với người ta, nhưng sau đó các bạn phải im lặng. Đấy, cái sai lầm của tất cả chúng ta, rất nhiều trong chúng ta, đấy chính là khi mà chúng ta nghiêm túc nói về cái vấn đề của chúng ta ấy, thì chúng ta không có cái sự im lặng. Để làm gì? Để đối phương cũng có thời gian nhìn nhận cái vấn đề này một cách nghiêm túc, để bản thân cũng cho đối phương cảm thấy rằng à đây là một vấn đề nghiêm túc mà các bạn đang nhìn nhận đấy, chứ không phải là sự đùa chơi. Nhưng mà rất nhiều bạn thể hiện cái sự nghiêm túc của mình, thể hiện cái sự tổn thương của mình, xong rồi các bạn nói lời chia tay, các bạn đe dọa người ta, xong rồi chia tay được 1-2 hôm các bạn không thể chịu đựng được nữa. Mình đâu có chia tay được đâu, xong mình lại nói chuyện với người ta, mình lại đòi quay lại. Hoặc là mình bày tỏ cái sự bức xúc đối với người ta bằng những cảm xúc tiêu cực, sau đó mình không để người ta thấm, người ta ngấm rằng người ta đã làm tổn thương mình như thế nào. Mình cứ thế là mình lại nhắn tin cho người ta và không chấp nhận được cái sự im lặng và cô đơn đấy. Thì thực sự trong tình yêu chúng ta nhất định phải biết là có những lúc chúng ta phải im lặng đúng lúc, để thực sự đối phương có thể cảm nhận được cái sự quan trọng của bạn, cái sự nghiêm túc trong những câu nói của các bạn. Và nếu thực sự ý thức được rằng họ đã tạo tổn thương bạn ra sao, họ sẽ liên hệ với bạn. Thì đấy là biết im lặng đúng lúc là rất là quan trọng. Và cái điều số 5, cái điểm số 5 không thể thiếu ở một người bản lĩnh và khôn ngoan, đấy là một người luôn biết hướng tới cuộc sống mà mình mong muốn. Đó sẽ không phải là một người mỗi một ngày cứ xem những cái tin tiêu cực trên thế giới, những cái tin tức đấy và rồi đắm chìm vào những cái tin nhắn tiêu cực đấy, những cái tin tức tiêu cực đấy, mà họ sẽ hướng mình đến một cuộc sống mà họ mong muốn. Có thể xung quanh họ, những người xung quanh đều nói rằng à không có một cuộc sống lý tưởng như vậy đâu, không có những điều tốt đẹp trên thế giới này đâu.
Thế giới này có thể có những thăng trầm, có những cái khó khăn, nhưng nó vẫn rất tuyệt đẹp, và hãy hướng tới những cái đẹp đó. Bạn có thể lựa chọn rằng cuộc sống của mình sẽ hướng tới những điều tồi tệ hay hướng tới những điều tốt đẹp. Thì bạn hướng tới một cuộc sống như nào, bạn sẽ có cuộc sống như thế. Vì thế, một người bản lĩnh và khôn ngoan sẽ luôn biết rằng mình sẽ phải hướng tới một cuộc sống mà mình mong muốn. Ví dụ, sống bên cạnh một người yêu thương mình thật lòng, yêu thương mình chung thủy, dành cả trái tim dành cho mình, cùng mình muốn cùng mình xây đắp một gia đình hạnh phúc nghiêm túc với mình, và cùng mình có một gia đình tràn ngập tiếng cười, vân vân. Ví dụ đấy là cái cuộc sống mà bạn hướng tới, thì hãy luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp đó, và nhanh chóng thôi, những cái điều tốt đẹp đấy nó sẽ đến với các bạn. Và đừng bao giờ bỏ cuộc trên cái hành trình đi đến những cái điều mà bạn muốn, cái đích hạnh phúc của các bạn nhé. Đấy là lời khuyên của mình. Và đấy là 5 điểm không thể thiếu ở một người bản lĩnh và khôn ngoan trong tình yêu. Mình hy vọng rằng nó sẽ hữu ích với các bạn. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị Toàn, em tình cờ có xem những video của chị trên YouTube. Em thực sự cảm ơn chị về những chia sẻ bổ ích. Hiện em đang gặp trục trặc về chuyện tình cảm của mình. Em rất mong nhận được một lời khuyên của chị ạ. Em và người yêu của em vừa mới chia tay được 2 tuần. Em là người chủ động nói chia tay. Trong lúc nóng giận, em có hủy kết bạn trên Facebook với anh ngay sau đó. Sau vài ngày, em thấy hối hận vì tính trẻ con của mình và có nhắn tin muốn quay lại với anh. Anh ấy thực sự giận và không muốn quay lại, dù em đã xin lỗi em rất nhiều. Nhưng anh ấy vẫn không tha lỗi cho em, nên em đã quyết định im lặng theo chiến lược của chị. Em biết là anh ấy vẫn còn yêu em rất nhiều và hẳn còn là đang giận em lắm. Em vẫn thấy anh ấy có xem story Facebook của em. Em có nên kết bạn Facebook với anh ấy không chị, hay vẫn tiếp tục im lặng cho đến khi anh ấy chủ động ạ? Chị cho em lời khuyên ạ. Em thân mến, em mắc cái sai trong một cuộc tình này là nóng giận lên. Em nhớ này, lúc nóng giận thì không làm gì hết nhá. Nóng giận thì làm cái gì cũng là mất khôn. Làm sai thì lúc mình hối hận lại thì đôi khi là không cứu vãn được. Đối với tình huống của em thì nó cũng chưa phải là quá nghiêm trọng, nhưng nếu em cứ tiếp tục làm điều này thì sớm muộn gì bọn em cũng chia tay và không bao giờ có cơ hội để quay lại. Cho nên là chị mong muốn em ý, là trước khi chị hướng dẫn em làm bất kỳ điều gì khác, thì điều đầu tiên em phải biết với mình là mình không thể mắc cái sai lầm này thêm một lần nào nữa. Đấy là cứ giận nhau là đòi chia tay nhá. Em cứ đòi chia tay thì rồi em sẽ chia tay thật. Cho nên đừng, nếu không muốn chia tay thật thì đừng bao giờ nói chia tay. Và đây là một cái lỗi mà chị nói rất là nhiều lần rồi, em phải sửa. Em muốn quay lại với anh em phải sửa. Em muốn có hạnh phúc em phải sửa. Chứ không thể nào mà tiếp tục như thế này được. Em hãy thề với chính bản thân mình rằng mình sẽ không bao giờ nói chia tay nữa. Ngay cả khi có ngày bọn em phải chia tay thật thì cũng đừng bao giờ nói ra câu chia tay. Vì em một khi yêu là em phải hướng tới một cái tình yêu nó bền vững, nó lâu dài, chứ không phải dùng cái sự chia tay để đe dọa người kia, để bày tỏ vào sự tức giận của mình thì không nên như thế. Và nếu em còn sai nữa thì là chị không biết là lần sau em sẽ còn cơ hội hay không ấy. Nhưng mà lần này thì chị sẽ chỉ cho em cách để em có thể có được sự đồng cảm của anh ấy và sẽ có được tình yêu lại của anh ấy nhá. Em đã sai, đúng không? Em làm người đang tổn thương thì không phải là lúc nào người ta cũng quay lại để người ta làm lành với em. Một cái cách tuyệt vời để người khác tha lỗi cho mình, đấy là em nhận lỗi của mình. Em nhận sai của mình. Đừng xin cơ hội từ người ta mà tự trách bản thân mình. Em có biết cái cách để người ta xót mình, thương mình, là cái cách mà mình tự trách bản thân mình mà mình không đòi hỏi hạnh phúc cho mình. Cái sai của em ấy, khi mà em xin lỗi anh ấy là em xin lỗi và đòi cơ hội để quay lại với anh ấy. Em xin lỗi và em muốn anh ấy sẽ yêu em, sẽ dành tình cảm cho em, sẽ quay lại với em. Em xin lỗi và rồi em mong những điều tốt đẹp dành cho em. Thì tại vì cái sự ích kỷ đấy nên em nhận được một cái kết quả là gì? Sự lạnh lùng từ người đàn ông. Mà người ta không cảm thấy em cuốn hút và không cảm thấy em, và không cảm thấy có tình yêu thương dành cho em. Thế nhưng một cái cách tuyệt vời, một cách rất tuyệt vời để được người khác tha thứ, để người khác không thể giận mình, để người ta vừa yêu mình, người ta thương mình, người ta xót mình, người ta không muốn mình bị dằn vặt nữa. Đấy là cái cách mà em nhận lỗi rồi tự trách mình thật nhiều à. Cách mà em tự trách mình, anh ấy sẽ thương em nhiều lắm. Thay vì cái lúc mà người ta không chấp nhận quay lại với em, em cứ xin cơ hội để quay lại, anh ơi quay lại với em đi, yêu em đi. Đừng nhá. Hãy nhắn tin xin lỗi và nhận tội, và rồi tự trách bản thân mình. Em càng trách mình nhiều bao nhiêu, anh ấy sẽ càng thương em ấy. Ví dụ em tức giận mà em đã đòi chia tay đúng không? Đến một cái sai lầm, nhớ là không mắc lại cái sai lầm này nữa nhá. Nhưng bây giờ hãy nhắn cho em một cái tin như thế này: anh ạ, thời gian qua em đã rất trẻ con và đã làm anh rất buồn, đúng không anh? Em xin lỗi vì yêu anh mà đã không thể làm cho anh hạnh phúc.
yêu anh mà em cứ lúc nào cũng ích kỷ như thế này, yêu anh mà em luôn trao cho anh những cái điều ích kỷ và khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu này. Em xin lỗi anh vì điều đó. Thời gian qua em đã trách bản thân mình rất là nhiều. Tại sao em có thể đối xử như thế với người mình yêu? Tại sao em có thể dễ dàng nói ra câu chia tay với anh như vậy? Em đã không quan tâm đến cảm xúc của anh. Em đã không có thể làm cho anh vui vẻ và hạnh phúc. Em đã làm cho anh cảm thấy tổn thương. Em thật tệ phải không anh? Em tệ quá. Mỗi một ngày mà em nghĩ đến cái sự tệ của mình khi mà em đối xử với anh ấy, là em luôn cảm thấy day dứt. Tại sao em có thể đối xử với người mà mình yêu nhất như vậy nhỉ? Em nhắn cho anh cái tin này không ngoài mục đích gì khác cả. Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Xin lỗi về tất cả vì những nỗi buồn em đã dành cho anh. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, nhưng em muốn bày tỏ sự xin lỗi chân thành nhất từ trong trái tim của mình. Đấy, em có thể nói những lời như vậy, hoặc giữa bọn em đã xảy ra những chuyện gì em có thể thành khẩn hơn nữa thì hãy nói. Bởi vì với cái tin nhắn này ấy, em không xin cơ hội từ anh ý. Tức là em không đòi hỏi gì từ người ta cả. Em không mưu cầu ích kỷ cái gì cho mình cả. Em chỉ muốn bày tỏ một cái sự xin lỗi chân thành dành cho anh thôi. Với em nói rằng em không mong là anh sẽ tha thứ cho em, thì điều đấy nó sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy rằng em không ép buộc người ta. Và nếu người ta có quay lại với em, đấy là sự tự nguyện, đúng không? Còn nếu bây giờ em nói là anh ơi em xin lỗi anh, hãy quay lại với em đi, thì người ta thấy em quá kém buôn hút. Em chỉ biết mưu cầu cho mình thôi. Em xin lỗi chỉ vì muốn được người ta quay lại thôi. Nhưng với cái tin nhắn giống như chị vừa nói với em, người ta thấy rằng em đã thực sự nhìn ra cái sai của mình. Em cao thượng ở cái chỗ em không xin cơ hội cho mình, em không mưu cầu cái gì cho mình cả. Em chỉ muốn là người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn với cái sự nhận lỗi của em thôi. Rằng những cái tổn thương em đã trao cho người ta, em biết lỗi của mình rồi thôi. Chứ em không hề mưu cầu cái gì cho mình cả nhá. Cái điều quan trọng là gì? Em không mưu cầu cái gì cho mình cả thì người ta sẽ cảm thấy em rất cuốn hút và người ta muốn tha thứ cho em. Người ta xót em, người ta không muốn em day dứt là mỗi ngày một ngày em cứ không ngủ được rồi em phải nghĩ đến cái việc là em đã làm tổn thương người ta như thế nào. Người ta sẽ thương em, người ta sẽ yêu em, người ta sẽ thấy em cuốn hút. Bởi vì em không ích kỷ, nhắn những cái tin như thế. Hoặc là em có thể biên soạn ra những cái tin nhắn khác. Nhưng nguyên tắc của chúng ta khi muốn người khác yêu mình và thương mình ấy, khi mà mình có lỗi với người ta là mình xin lỗi người ta thành khẩn. Mình không đòi hỏi cái gì cho mình. Mình tự trách bản thân mình. Em phải trách bản thân em thì người ta mới cảm thấy rằng ôi không, mình không muốn cô ấy trách bản thân mình nhiều như thế. Mình không muốn cô ấy day dứt nhiều như thế. Mình không muốn cô ấy bị tổn thương nữa. Mình không muốn cô ấy đau khổ nữa. Đấy, thì cái việc tự trách mình của em nó sẽ khiến người ta yêu và thương em và xót em như thế. Chứ còn bây giờ em xin lỗi xong em đòi cơ hội quay lại thì người ta chỉ thấy em kém cuốn hút thôi. Mà người ta không muốn bị dắt mũi đâu. Cái việc mà em xin lỗi rồi xin cơ hội quay lại tức là người ta phải theo ý em à? Không, không ai muốn bị dắt mũi thế cả. Nhưng em cứ nhận tội về mình, em nhận lỗi về mình. Những cái sai gì của mình thì mình nhận. Rồi mình làm tổn thương người ta như thế nào, mình ý thức được cái việc là mình đã làm tổn thương người ta như thế, rồi mình không xin cơ hội quay lại, người ta sẽ thấy rằng nếu người ta có muốn quay lại, đấy là quyết định của người ta, chứ em không dắt mũi người ta. Chứ không phải người ta nghe theo em hay là em sắp xếp thì người ta phải nghe theo, thì không, đó là người ta không thích như thế nhá. Cho nên là chị hy vọng là em sẽ ứng dụng cái câu nói của chị ở trên ấy, rồi nói chung là từ sau em cũng ứng dụng cái điều này. Mình có sai thì mình phải nhận sai, không phải nhận sai để người ta quay lại với mình. Thì thực sự nó là cái mục đích quá ích kỷ của bản thân còn gì. Phải nhớ là trong tình yêu em càng cao thượng bao nhiêu, càng tốt đẹp bao nhiêu thì em sẽ càng hạnh phúc bấy nhiêu. Nhưng còn cứ càng mưu cầu ích kỷ cho mình bao nhiêu thì càng bất hạnh bấy nhiêu trong tình yêu. Giờ học cách cao thượng hơn trong tình yêu đi. Đừng cái gì cũng chỉ mưu cầu cho chính mình thôi. Nói chia tay cũng chỉ để người ta níu kéo thôi chứ để làm gì, đúng không? Nói chia tay cũng để đe dọa người ta thôi chứ để làm gì. Thế em cứ nghĩ xem, em cho đi cái sự ích kỷ, em cho đi cái sự đe dọa thì em nghĩ em sẽ nhận lại được cái gì? Em sẽ nhận lại sự tốt đẹp và nhiệt tình và yêu thương từ người đàn ông á? Không nhá. Học cách yêu thương cao thượng hơn. Và nếu em muốn được người đàn ông nhớ nhung em, muốn người ta sợ mất em, muốn người ta chỉ yêu một mình em thôi, xem các video của chị đấy. Chị còn có cái video là 8 điều tôi làm để người đàn ông luôn luôn nhớ nhung mình, yêu chiều mình như một công chúa. Em xem cái video đấy đi, rồi nhiều những video khác nữa, để rồi sẽ có kinh nghiệm trong tình yêu và rồi sẽ có hạnh phúc nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.